Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, chắc hẳn Triệu Vân đã là cái tên không còn xa lạ đối với những khán giả yêu thích Tam Quốc. Không chỉ có tên tuổi gắn liền với nhiều chiến công khi còn theo phò tá tiên chủ Lưu Bị, Triệu Tử Long cũng được biết đến là một trong những đại công thần góp công vào việc thành lập tập đoàn chính trị Thục Hán. Ngày nay, mỗi khi nhắc đến nhân vật này, người đời không chỉ nhớ tới sự trung thành, kiêu dũng của ông, mà còn thường xuyên nhắc tới giai thoại bí ẩn liên quan đến ngôi mộ ngàn năm không ai dám xâm phạm của viên hộ tướng họ Triệu ấy. Thậm chí có giai thoại còn truyền lại rằng nơi an nghỉ của Triệu Tử Long từ lâu đã trở thành ám ảnh trong giới mộ tặc một thời, bởi ngôi mộ đó cất giấu một trong những thần khí lợi hại nhất Tam Quốc, khiến bất kỳ ai đến gần ngôi mộ đó cũng chịu kết cục thê thảm nhất. Vậy thần khí bí ẩn trong ngôi mộ của võ tướng Triệu Vân là gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Nhìn lại cuộc đời của võ thần Triệu Tử Long, có thể thấy ông dành gần nửa cuộc đời mình để phò tá cơ nghiệp của tiên chủ Lưu Bị. Danh tiếng của Triệu Vân lưu danh sử sách thông qua nhiều trận đánh tiêu biểu như Bắc Vọng, Trường Bản, Hán Thủy. Bên cạnh tài năng võ thuật được người đời ca tụng, Triệu Vân còn nổi danh với lòng trung thành khó ai sánh được. Cũng bởi vậy mà không ít người từng ca ngợi Triệu Tử Long là nhân vật hoàn mỹ nhất trong số các anh hùng Tam Quốc. Năm 229, dưới thời Lưu Thiện, Triệu Vân lâm bệnh và không may qua đời tại Hán Trung, để lại muôn vàn tiếc nuối cho quân sĩ nước Thục. Sau khi tạ thế, ông được Lưu Thiện an táng trịnh trọng, cất mộ tại Đại Ấp, nay là chân núi Cẩm Bình, thuộc huyện Đại Ấp, nằm ở phía tây thành đô Tứ Xuyên. Theo sử sách miêu tả, ngôi mộ của Triệu Tử Long hết sức bề thế, từ xa nhìn lại trông như một gò cao, xây dọc theo thế núi, bốn phía còn xây tường chắn và còn có từ đường để thờ phụng. Nơi an nghỉ quy mô này đã gián tiếp khẳng định sự kính trọng mà tân đế Lưu Thiện dành cho một đại công thần như Triệu Vân. Sinh thời, Triệu Tử Long mặc dù không sở hữu địa vị cao như Quan Vũ, Trương Phi, nhưng bàn về võ lực hay lòng trung thành, ông không hề thua kém bất kỳ khai quốc công thần nào của Thục Hán. Hơn nữa, những chiến tích và công lao của Triệu Tử Long đã tạo thành những dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử. Vì vậy, ngay cả khi quan tước không cao, tang lễ, mộ phần và những vật tùy táng theo vị tướng họ Triệu này chắc chắn phải xếp vào hàng thượng hạng thời bấy giờ. Đặc biệt, nơi an nghỉ của Triệu Vân được khẳng định là có chôn theo món thần khí từng theo ông nam chinh bắc chiến cả một đời. Đó chính là một trong những vũ khí nổi danh Tam Quốc, Long Đảm Lượng Ngân Thương. Thế nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ, mặc dù là ngôi mộ của một nhân vật nổi danh thời bấy giờ, hơn nữa lại được xác định có chôn theo nhiều món đồ giá trị, nhưng nơi Triệu Vân an nghỉ cả ngàn năm qua lại chưa hề bị mộ tặc xâm phạm. Phải chăng ngôi mộ này sở hữu một bí mật nào đó khiến những kẻ trộm mộ không dám bén mảng đến gần? Giai thoại ly kỳ xoay quanh nơi an nghỉ của Triệu Tử Long, mộ tặc ngàn năm không dám xâm phạm vì sợ điều này. Tại Trung Hoa cổ đại xưa, nhiều nhân vật có tiền bạc và quyền lực thời bấy giờ thường chôn theo chân kỳ dị bảo trong mộ phần của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến trộm mộ dần trở thành một nghề từng rất lộng hành trong xã hội phong kiến. Bởi vậy mà đã từng có giai đoạn, những ngôi mộ cổ tại đất nước này bị xâm hại nhiều tới mức cứ 10 mộ thì có tới 9 mộ rỗng. Thế nhưng võ tướng nổi danh Tam Quốc Triệu Tử Long lại được xem là ngoại lệ trong số đó. Có giai thoại còn truyền lại rằng nơi an nghỉ của Triệu Vân thậm chí đã từng trở thành nỗi ám ảnh của giới mộ tặc suốt một thời gian dài. Xung quanh ngôi mộ không ai dám xâm phạm của Triệu Vân đã từng có không ít giai thoại ly kỳ, bí ẩn. Trong số đó, ba câu chuyện dưới đây được hậu thế lưu truyền nhiều hơn cả. Giai thoại thứ nhất kể lại rằng, nơi an nghỉ của Triệu Tử Long có chôn theo rất nhiều chân bảo, đáng giá nhất chính là cây ngân thương, thần khí Tam Quốc từng theo vị tướng này chinh chiến xa trường. Một trong những nguyên nhân khiến mộ Triệu Vân không ai dám trộm cũng bởi nhân vật này lúc sinh thời có danh tiếng vô cùng tốt đẹp, ngay tới giới mộ tặc cũng đem lòng ngưỡng mộ.
chính sự kính trọng của đông đảo hậu thế đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến không ai dám phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của viên hổ tướng ấy. Còn theo giai thoại thứ hai, năm xưa, sau khi Trung Quốc được giải phóng, có người từng muốn phá mộ Triệu Vân. Nào ngờ, người này mới đào bới được nửa ngày, thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, nước mưa khiến số đất vừa đào trôi vào chỗ cũ. Cứ như vậy, công sức đào bới của người kia coi như công cốc. Người đó cho rằng đó là điềm trời, nên cũng lấp lại cẩn thận và không dám động vào ngôi mộ ấy nữa. Giai thoại thứ ba cũng là giai thoại ly kỳ nhất về ngôi mộ của Triệu Vân. Theo đó, vào những năm 50 của thế kỷ trước, nơi an nghỉ của viên hổ tướng này từng nằm trong khu đất được quy hoạch để xây dựng một trường học. Bấy giờ, nhân công xây dựng định giải tỏa mộ Triệu Vân để tiến hành thi công. Họ không ngờ rằng khi mới đụng vào một góc của ngôi mộ thì ngay hôm sau trời đã nổi mưa rền gió dữ liên tiếp 3 ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi mưa gió đã qua đi, phía trên ngôi mộ của Triệu Vân có rất nhiều rắn bò đến, quây kín đỉnh mộ như có ý muốn bảo vệ. Nơi an nghỉ của Triệu Tử Long sau đó đã không bị giải tỏa mà vẫn được giữ nguyên trong khuôn viên trường học. Xuất phát từ những giai thoại ly kỳ ấy, ngôi mộ của Triệu Tử Long đã dần trở thành nỗi ám ảnh của giới mộ tặc. Hậu thế mỗi khi nhắc tới mộ phần của viên hổ tướng này cũng đều cho rằng nơi đây nhờ có thần khí bảo vệ mà đã trở thành vùng đất linh thiêng, nên không ai có dũng khí mạo phạm. Quý vị thân mến, liên quan đến võ tướng Triệu Vân, người ta còn phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là vào cuối năm 1999, một đội khảo cổ của chính phủ Trung Quốc đã khai quật mộ của Lưu Bị, phát hiện ra một số lượng lớn các văn vật cuối đời nhà Hán. Trong đó, những văn vật này, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của Hoàng đế Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta đã khám phá ra một bí mật suốt 2.000 năm nay vẫn chưa được biết đến, đó là danh tướng Tam Quốc Triệu Vân thực chất là gái giả trai. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Những ghi chép của Lưu Bị cho thấy ông ta đã nhiều lần bàn bạc với Gia Cát Lượng về danh phận của cô gái mang tên Triệu Vân. Điều đáng tiếc là vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có một bộ phận bản ghi chép này được công bố. Đáng tiếc hơn nữa, trong những nội dung được công bố đó lại không có nội dung mang bí mật rất quan trọng này. Triệu Vân là gái hay trai? Đến nay vẫn nằm trong vòng bí mật khi không có những bằng chứng cụ thể. Thế nhưng, điều này buộc người ta phải suy nghĩ và tìm hiểu lại đối với những sự việc đã diễn ra. Thực tế, nếu đọc kỹ những ghi chép trong sử sách, thì ngay trong câu chuyện về thời Tam Quốc có thể chỉ ra rất nhiều điểm đáng ngờ về giới tính thật của hổ tướng Triệu Vân. Chúng tôi tạm đưa ra dưới đây một số điểm còn tồn nghi. Tất nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Sự thật lịch sử vẫn còn trông chờ vào những chứng cứ xác thực hơn. Những tình tiết chứng tỏ Triệu Vân có bóng dáng của một nữ nhi. Triệu Vân trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Tam Quốc diễn nghĩa có ghi rằng ông cao 8 thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi bạch long mã, uy phong lẫm liệt. Triệu Vân là tướng có uy dũng ngoài mặt trận, còn trong màn chướng, ông là người chính trực, lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước, rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Triệu Vân cũng được xem là người có tư duy nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo. Cùng với những nghi vấn dưới đây đã khiến chúng ta phải có một cái nhìn khác về vị danh tướng này. Đẹp trai khác thường. Triệu Vân ngoài 20 tuổi đã bắt đầu theo Lưu Bị chinh chiến xa trường. Tuy nhiên, suốt 18 năm rong ruổi từ Giới Kiều tới Dốc Trường Bàn và sau đó là những lần cùng Lưu Bị, Gia Cát Lượng tới Đông Ngô, nhưng Triệu Vân luôn trẻ trung đẹp đẽ, mặt trắng, không râu ria xồm xoàm như những nam nhân khác. Điều này có phần khác lạ so với một người đàn ông hay một vị tướng uy vũ bất kỳ thời đó. Chúng ta cũng chưa từng một lần thấy miêu tả rằng nhân vật này vuốt râu như Lưu Bị, Khổng Minh, Trương Phi, Vân Trường, Hoàng Trung, Tào Tháo, Tôn Quyền. Tào Tháo chỉ muốn bắt sống Triệu Vân chứ quyết không giết. Cũng trong trận Đường Dương Trường Bàn đó,
Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả việc Triệu Vân phá vây cứu A Đầu rất ly kỳ, hấp dẫn. Ông tả Sung Hữu Đột vào đám quân Tào, giết không biết bao nhiêu là kể. Tháo nói, thực là hổ tướng, ta nên bắt sống lấy. Liền sai người tế ngựa đi truyền báo cho các nơi rằng Triệu Vân đi đến đâu, không ai được bắn lén, chỉ cốt bắt sống thôi. Nhờ lệnh ấy, Triệu Vân thoát được nạn, và đó chính là một điểm nghi vấn. Tào Tháo đã hạ lệnh không được bắn tên, mà chỉ muốn bắt sống Triệu Vân. Xét theo tính cách Tào Tháo, dù được xem là trọng hiền tài, nhưng ngay cả văn tài như Thẩm Bối, Trần Cung, kể cả chiến thần Lữ Bố cũng bị Tào Tháo giết thẳng tay không gì luyến tiếc. Điều gì khiến Triệu Vân trở thành ngoại lệ? Chúng ta đều biết đến khả năng nhìn người bậc thầy của Tào Tháo. Điển hình là việc ông phát hiện ra Từ Mã Ý có tướng Lang Cố. Đầu sói có thể quay nhìn trước sau, tiến có thể tấn công, lùi có thể ẩn. Tào Tháo nhìn ra Từ Mã Ý có dấu hiệu của sự phản trắc, gian hiểm và khó lường. Quả nhiên sau này, cha con Ý làm phản, cướp ngôi nhà Ngụy, sáng lập nhà Tây Tấn. Tào Tháo cũng có một sở thích khá quái đản là thích vợ của kẻ thù. Do đó có khả năng cảm nhận mỹ nhân rất tinh tế. Nên rất có thể Tào Tháo đã nhìn ra được sự thật về chiến tướng Triệu Vân. Có bóng dáng của một đóa hồng và đã ra lệnh không được giết, chỉ được bắt sống. Triệu Vân không muốn kết hôn. Khi được giao giữ chức Thái Thú Quận Quế Dương thay hàng tướng Triệu Phạm, Phạm có người chị dâu ở quá 3 năm, rất xinh đẹp, muốn gả cho Triệu Vân. Song Vân kiên quyết cự tuyệt, khiến Triệu Phạm trở mặt với Lưu Bị, còn vị phu nhân kia thì xấu hổ vô cùng. Chỉ có Triệu Vân là được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất của Lưu Bị. Có quan điểm cho rằng Lưu Bị và Gia Cát Lượng biết rõ việc Triệu Vân nữ cải nam trang, cho nên Lưu mới thu xếp để Vân bảo vệ vợ con cho mình. Vì nhiệm vụ bảo vệ đàn bà trẻ nhỏ không chỉ là dùng võ lực và trí tuệ của một nam nhân thông thường, mà còn cần sự tinh tế, nhạy bén, thậm chí là vô cùng khéo léo trong cách đối nhân xử thế, xử trí những tình huống mà một người đàn ông bình thường khó mà có thể làm được. Luôn được giao việc nhỏ, việc phụ, chứ không phải việc chính, việc lớn. Một thực tế được ghi nhận, đó là Triệu Tử Long có bản lĩnh cao cường, trung thành với Lưu Bị và lập được nhiều chiến công. Tuy nhiên, mặc dù được mệnh danh là một trong ngũ hổ thượng tướng của thuộc Hán, nhưng Triệu Tử Long hiếm khi được Lưu Bị và Gia Cát Lượng giao trọng trách thống lĩnh ba quân, mà chỉ theo chân Lưu Bị như một vệ sĩ riêng. Nếu nói Triệu Vân không được nắm quyền lớn do thiếu tín nhiệm thì không hợp lý so với việc Lưu Bị trao sự an toàn của cả hoàng thất vào tay Triệu Vân. Nếu cho rằng Triệu Vân không có tài trí mưu lược thì trái ngược với tuyên bố của Lưu Bị rằng toàn thân Triệu Vân đều là can đảm. Quý vị thân mến, Tam Quốc là thời đại của đàn ông, ngay cả điều thuyền một đại mỹ nhân nghìn năm khó thấy khi lập được đại công tiêu diệt liên minh đổng trác Lưu Bố mà cũng không hề được phong tước gì. Một vị chiến tướng gái giả trai lại càng khó có cơ hội được danh chính ngôn thuận lên đứng cùng hàng ngũ với tứ hổ thượng tướng kia cũng là điều dễ hiểu. Quý vị nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!